Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 8 tháng 4 năm 2024 của TVS Vlogs. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. MU bị oan của penalty. Trong trận đấu giữa Manchester United và Liverpool tại sân Old Trafford vòng 32 của Premier League, phút thứ 82, trọng tài chính Anthony Taylor đã thổi phạt và tặng cho Liverpool một quả phạt đền sau tình huống va chạm giữa Wan-Bissaka và Elliot, không cần sự hỗ trợ từ công nghệ VAR. Tuy nhiên, sau khi xem lại video chậm, rõ ràng chúng ta thấy rằng Wan-Bissaka không tiếp xúc bóng và không gây tác động trực tiếp lên Elliot. Thay vào đó, cầu thủ của Liverpool đã tự đẩy chân vào chân của Wan-Bissaka. Câu hỏi được đặt ra là VAR đã thực hiện vai trò của mình như thế nào cho tình huống này? Một số cổ động viên đã bày tỏ sự phẫn nộ. Trọng tài Premier League mùa giải này là một sự lố lăng. Một người mộ khác thì cũng cho rằng nếu không có phạt đền này thì Manchester United đã có 3 điểm rồi. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Manchester United phải đối mặt với những quả phạt đền ở phút cuối trận, khiến cho họ mất đi cơ hội giành chiến thắng chung cuộc trong tình thế đang dẫn trước. Sau loạt trận không thắng ở 3 trận gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag giờ đứng vị trí thứ 6, gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh một suất dự Champions League mùa sau. Ở trận đấu muộn hơn, Tottenham đã vượt qua Nottingham Forest, leo lên vị trí thứ 4 và tạo khoảng cách 11 điểm với Manchester United. Trong những trận đấu còn lại của mùa giải, hai đội sẽ không gặp nhau trực tiếp nữa. Ngoài thì mục tiêu hợp lý nhất của MU đó là tập trung trong việc cố gắng giành chức vô địch FA Cup, một danh hiệu mà họ khao khát kể từ khi lần cuối vô địch vào năm 2016. Cúp Minu đi vào lịch sử với siêu phẩm. Ở derby nước Anh thuộc vòng 32 Premier League trên sân Old Trafford, Man United đã thủng lưới sau pha lập công của Diaz. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã lập tức dẫn ngược The Cop với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes ở phút 50, Cúp Minu ở phút 67. Dẫn trước Liverpool trên phút 83, nhưng MU đã tuột mất chiến thắng vì bị thủng lưới ở phút 84 khi mà Salah đã hoàn thành chính xác quả phạt đền. Hòa Liverpool, MU sẩy chân trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League. Đáng chú ý, Quỷ Đỏ đã để cầm hòa hoặc thua 3 trận gần nhất vì những bàn thua trong những quãng thời gian bù giờ vào cuối trận. Trong ngày MU lại sẩy chân, Cúp Minu lại được nhắc đến rất nhiều vì đã lập siêu phẩm. Phút 67, khi tỷ số đang là 1-1, nhờ đường chuyền của Wan-Bissaka, tiền vệ 18 tuổi ghi bàn thắng tuyệt đẹp đưa đội nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Trong thủng lưới Liverpool, Cúp Minu đã trở thành cầu thủ 18 tuổi đầu tiên ghi bàn trước The Cop tại Premier League kể từ sau Cesc Fàbregas làm điều này vào tháng 5 năm 2005. Hơn tất cả, Minu còn đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất Manchester United xé lưới Liverpool tại ngoại hạng Anh. Chưa kể, Minu còn lần đầu tiên ghi bàn cho MU tại Old Trafford. Tổng cộng, tuyển thủ Anh đã ghi được 3 bàn thắng cho Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay. Ngoài siêu phẩm, Cúp Minu đã gây ấn tượng khi đạt tỷ lệ tắc bóng thành công 100% ở trận derby nước Anh, thắng tay đôi 8 trong 9 lần, rơi bóng thành công 2 trong 3 lần và 2 lần đánh chặn thành công. Với những gì đã thể hiện, Cúp Minu một lần nữa cho thấy anh cực kỳ có tương lai tươi sáng tại Manchester United. Jurgen Klopp với Ten Hag khẩu chiến. Đêm ngày hôm qua, Liverpool đã để MU cầm hòa với tỷ số 2-2 trong một trận đấu kiểm soát gần như hoàn toàn, đặc biệt là trong hiệp 1 của trận Super Sunday. Đã có rất nhiều điểm đáng nói trong một trận đấu mà những drama khiến cho các khán giả cảm thấy vô cùng thích thú. Mà đáng chú ý nhất phải kể đến phản ứng hài hước của huấn luyện viên trưởng Liverpool, ông Jurgen Klopp, thể hiện tại cuộc phỏng vấn sau trận. Cụ thể, khi được phóng viên hỏi, Jurgen Klopp, tôi có thể cảm nhận được là một cảm giác thất vọng. Thật ra là ở cả hai phía, tất nhiên là nhiều hơn từ phía ông. Ông đánh giá như thế nào về trận đấu? Khuôn mặt của chiến thắng người Đức ngay sau khi phóng viên kể trên nói đến cả hai bên ngay lập tức thay đổi và Klopp đã trả lời nhận xét. United thất vọng ư? Điều đó thật thú vị. À tốt thôi. Trong khi đó, huấn luyện viên 10 khó lại than thở về những sai lầm ngu ngốc mà đội bóng của ông đã phải chịu một lần nữa, rồi mất điểm đầy đáng tiếc. Bên cạnh sự thật rằng ông tự hào vì Quỷ Đỏ đã chơi rất tốt. Một mặt tôi hơi thất vọng vì đội bóng chơi chưa tốt và đánh rơi điểm số trong những khoảnh khắc quan trọng, những sai lầm ngu ngốc. Cũng có một số sai lầm đáng bị chỉ trích nhưng nó không hay đến mức để ông nào cũng phải nhắc đến, đặc biệt là với các cầu thủ. Tuy nhiên đó là lý do để chúng tôi hoàn thiện và càng sớm càng tốt. Mặt khác thì tôi lại thấy rất tự hào. Bạn thấy câu lạc bộ đang tiến bộ rất tốt qua từng trận. Tiềm năng của cầu thủ là rất lớn. Ở những khu vực quyết định chúng tôi đã thua, đặc biệt là với những cầu thủ trẻ không tự tin để giành chiến thắng. Chúng tôi đã khuyến khích cầu thủ trong hiệp 2 thi đấu tốt hơn và họ đã dám tiến lên. Trận hòa trước Manchester United khiến cho Liverpool chậm lại một bước trên con đường đua vô địch. Họ đã chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay của Arsenal, dù bằng điểm nhưng thua về hiệu số phụ. Thưa quý vị, còn Manchester United, hòa Liverpool được xem là thành công lớn của Erik ten Hag và các học trò lúc này. Dù một điểm cũng không giúp họ cải thiện quá nhiều tình hình trong bảng xếp hạng, nhưng rõ ràng trước một đối thủ là ứng viên vô địch thì MU hòa là ngon rồi. Cole Palmer làm điều chưa từng thấy ngày Chelsea bị cầm hòa. Thưa quý vị, ở trận làm khách trước đội bét bảng Sheffield United đêm ngày hôm qua vòng 32 Premier League, Chelsea hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Thiago Silva và Madueke. Sau đó thì họ dẫn với tỷ số là 2-1 trên phút 90+2. Đáng tiếc là The Blues đã để hòa 2-2 vì thủng lưới ở phút 90+3 sau pha làm bàn của Mark Burnley. Trước đó thì Buckley đã lập công gỡ hòa 1-1 cho cầu thủ Sheffield United. Thưa quý vị, sảy chân cay đắng trước Sheffield United, Chelsea kéo dài chuỗi trận đáng buồn của mình. Cụ thể, tính từ tháng 1 năm nay, thầy trò huấn luyện viên Pochettino chưa bao giờ thắng liền 2 trận ở Premier League.
Vì không duy trì được sự ổn định nên The Blues đã hết cơ hội đua top 4. Hiện tại kém đội đứng thứ 4. Thôi chúng tôi không nói nữa. Và họ gặp khó khăn trong việc đua vé dự playoff Conference League. Hiện Chelsea đứng thứ 9 với 5 điểm kém đội thứ 6 Manchester United. Trong ngày mà Chelsea gây thất vọng, Cole Palmer một lần nữa lại được nhắc đến rất nhiều. Không ghi bàn và bùng nổ như chiến thắng trước MU ở vòng 31, nhưng tuyển thủ Anh đã tỏa sáng theo cách khác. Cụ thể, Cole Palmer đã có pha kiến tạo cho Maru Eke nâng tỷ số lên 2-1. Đường truyền dành cho Maru Eke ghi bàn giúp cho Cole Palmer chạm mốc ấn tượng tại Premier League. Theo thống kê, tiền đạo 21 tuổi đã tham gia trực tiếp vào 25 bàn thắng tại Premier League mùa giải này, với 16 bàn thắng anh ghi được và 9 pha kiến tạo. Như vậy, Cole Palmer đã trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên in dấu giày và từ 25 bàn thắng trở lên ở một mùa tại Premier League kể từ khi Eden Hazard làm điều này tại chiến dịch 2018-2019. Tới thời điểm hiện tại, chỉ có 3 cầu thủ tham gia trực tiếp từ 25 bàn trở lên tại Premier League mùa giải 2023-2024. Ngoài Cole Palmer, hai cầu thủ khác chạm mốc này đó là Ole Watkins và Mohamed Salah. Theo Transfermarkt, tính trên mọi mặt trận, Cole Palmer đã tham gia trực tiếp vào 34 bàn thắng cho Chelsea. Có thể thấy về mặt cá nhân, cứ tiền đạo của Manchester City đã trải qua một mùa giải rất tuyệt vời với The Blues. Indo đặt mục tiêu đến Olympic Paris. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ phải giúp U23 Indonesia nằm trong nhóm 3 đội giành thành tích tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Đây rõ ràng là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đoàn quân dưới quyền của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Theo điều lệ của giải U23 châu Á 2024, 3 đội xếp hạng cao nhất của giải đấu sẽ có vé trực tiếp tham dự nội dung bóng đá nam tại Olympic Paris 2024. Với đội xếp thứ 4 sẽ phải đá playoff Á Phi để tranh vé vớt. Như vậy, để có cơ hội dự Thế vận hội vào mùa hè năm nay, đội tuyển Indonesia buộc phải nằm trong 4 hạng đầu của giải U23 châu Á 2024. Thậm chí việc U23 Indonesia lọt vào top 3 của giải để có vé chính thức dự Olympic cũng không phải là chuyện viển vông. Huấn luyện viên Shin Tae-yong muốn đưa đội vượt qua vòng bảng. Tôi đánh giá cao điều đó. Tiếp theo, tôi muốn nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc đưa đội đi bán kết của giải đấu. Trước đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đề ra mục tiêu khá khiêm tốn cho đội, đó là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, sếp lớn của PSG cho biết, việc đội tuyển của Shin Tae-yong sở hữu lớn những cầu thủ nhập tịch chất lượng thì không chỉ dừng lại việc cạnh tranh thành tích tại khu vực Đông Nam Á mà còn phải hướng đến giải đấu châu lục. Các đội khác cũng tương tự như chúng tôi. U23 Indonesia cũng chơi với 11 cầu thủ giống như các đội khác. Nhưng cao thủ của các đội khác làm được thì chúng tôi cũng sẽ làm được thôi. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Indonesia nằm ở bảng A cùng với những đối thủ là chủ nhà Qatar, Australia và Jordan. So với trình độ của từng nền bóng đá, cả ba đội bóng kể trên đều có trình độ cao hơn so với Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube TVH Vlogs, nhớ bấm chuông để cập nhật liên tục những thông tin nóng hổi về bóng đá trong nước và quốc tế mỗi ngày. Xin gửi lời cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.